Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn tiếp tục học một ngữ pháp mới trong kiến thức N5. Và trước khi vào bài, các bạn hãy cùng cô xem một bức ảnh nhé. Rồi, đầu tiên cô có hình ảnh của một người con gái xinh đẹp. Cô nói rằng, Anohito wa kirei desu. Người kia thì xinh đẹp. Này, kirei có nghĩa là xinh đẹp và đây là một tính từ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tính từ trong tiếng Nhật. Tính từ là những từ chỉ đặc điểm hoặc là tính chất và nó được ký hiệu là chữ A lớn. Tính từ trong tiếng Nhật được chia làm hai loại là tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Tính từ đuôi y là những tính từ có đuôi tận cùng là chữ y. Ví dụ như là chi sai, nhỏ, oki, lớn, takai, cao hoặc là đắt, atui, nóng. Và các bạn thấy rằng những tính từ này đều có chữ y ở cuối cùng. Hay. Cho nên nó được xếp là tính từ đuôi y. Còn về phần tính từ đuôi na, tính từ đuôi na là những tính từ có đuôi tận cùng là chữ na. Ví dụ như là hansamu, đẹp trai, shizuka, yên tĩnh, kantan, đơn giản, shinsetsu là thân thiện, tốt bụng. Và đuôi na của những tính từ này được để trong ngoặc, ám chỉ rằng đuôi na có những trường hợp nó sẽ xuất hiện, cũng có những trường hợp nó không xuất hiện, tùy theo cấu trúc ngữ pháp. Đây, và cô có lưu ý cho các bạn như sau. Có một số tính từ các bạn sẽ bị nhầm lẫn, nó là tính từ đuôi y, bởi vì nó có chữ y ở cuối cùng. Nhưng thật ra nó là tính từ đuôi na, đó là kide, xinh đẹp, sạch sẽ, hoặc là yume, nổi tiếng, kirai, ghét. Này, ba tính từ này chúng ta sẽ dễ bị nhầm lẫn với tính từ đuôi y. Hay, cho nên các bạn hãy lưu ý và nhớ nó nha. Hay, xinh đẹp, nổi tiếng và ghét. Này, đó là tính từ đuôi na. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng tính từ trong tiếng Nhật như thế nào. Ở dạng câu khẳng định, này cô có cấu trúc ngữ pháp như sau: danh từ đi với trợ từ wa và tính từ desu. Hay, cũng tương tự như ở dạng câu khẳng định của danh từ đúng không nào? Trong câu tính từ này thì tính từ đuôi na sẽ bỏ na, còn tính từ đuôi y thì để nguyên y. Ví dụ như, chàng trai này thì đẹp trai. Cô nói là, Anohito wa hansamu desu. Hansamu là tính từ đuôi na. Cho nên chúng ta bỏ na và đi trực tiếp với desu. Anohito wa hansamu desu. Nghĩa là, người kia thì đẹp trai. Đúng nào? Hay. Tiếp theo, cô có hình ảnh của một người đàn ông được mọi người yêu mến. Xin chữ ký, chụp ảnh. Và chúng ta nói là Anohito wa yume desu. Người kia thì nổi tiếng. Yume là tính từ đuôi na. Hay, cho nên chúng ta bỏ na đi, đi trực tiếp với desu luôn. Rồi, các bạn cùng lặp lại với cô nha. Anohito wa yume desu. Người kia thì nổi tiếng. Rồi, tiếp theo. Chị gái này nói với chúng ta rằng hôm nay thì lạnh. Hôm nay thì lạnh. Chị ấy nói rằng kyō wa samui desu. Kyō wa samui desu. Hôm nay thì lạnh. Lạnh là tính từ đuôi y, cho nên chúng ta vẫn giữ nguyên y và đi với desu. Được không nào? Rồi, đấy là dạng câu khẳng định của tính từ. Vậy thì phủ định nó sẽ như thế nào? Các bạn cùng cô đi đến với cấu trúc ngữ pháp như sau nha. Rồi, ở dạng phủ định thì tính từ đuôi y, chúng ta sẽ bỏ y đi thêm kunai desu. Ví dụ như là cao thì sẽ là takai desu. Vậy không cao thì sẽ là takakunai desu. Takakunai desu, bỏ y đi thêm kunai desu. Ví dụ như omoshiroi, thú vị. Vậy không thú vị sẽ là omoshirokunai desu. Omoshirokunai desu. Vậy thì tính từ đuôi na, chúng ta sẽ bỏ na đi thêm yarimasen. Tương tự như dạng phủ định của danh từ. Ví dụ như là đẹp trai sẽ là hansamu desu. Vậy không đẹp trai sẽ là hansamu yarimasen. Nổi tiếng là yume desu. Vậy không nổi tiếng sẽ là yume yarimasen. Bỏ na đi thêm yarimasen.
và cô có lưu ý ở phần tính từ đuôi y như sau. Chúng ta có tính từ y des, nghĩa là tốt, được. À, vậy không tốt, không được, chúng ta sẽ nói là yokunai des. À, các bạn lưu ý nhé, yokunai des, không phải là ikunai des. Này. Rồi chúng ta sẽ đến với những câu ví dụ sau đây để các bạn hiểu hơn về dạng phủ định của tính từ nhé. Hay, chàng trai ở bên trái này, à, như ở phần trước chúng ta đã nói là anohito wa handsome desu, người kia thì đẹp trai. À, vậy thì người này không đẹp trai, không đẹp trai. À, chúng ta sẽ nói như thế nào? À, chúng ta sẽ nói là anohito wa handsome jarimasen, handsome jarimasen. À, người kia thì không đẹp trai. Này, handsome là tính từ đuôi na, cho nên chúng ta bỏ na đi, thêm jarimasen. Rồi, tiếp theo, người đàn ông này thì không có rảnh rỗi. Chúng ta có tính từ rảnh rỗi là hima, tính từ đuôi na. Vậy không rảnh rỗi, chúng ta sẽ nói là hima jarimasen. Ano hito wa hima jarimasen, người kia thì không rảnh rỗi. Hey, desu ka, minasan? Này, tiếp nào. Này, tới phần tính từ đuôi y nhé. Rồi, bộ phim này thì không thú vị. Chúng ta có tính từ thú vị sẽ là omoshiroi. Vậy không thú vị sẽ là omoshirokunai desu. Bỏ y đi thêm kunai desu. Đầy đủ sẽ là kono ega wa omoshirokunai desu. Này, bộ phim này thì không thú vị. À, cô có hình ảnh của một chiếc áo sơ mi với giá 900 yên. Này, nó so với chiếc áo kế bên thì nó không đắt. Nó không đắt. Này, đắt là takai. Vậy không đắt sẽ là takakunai desu. Kono satsu wa takakunai desu. Cái áo sơ mi này thì không đắt. Này, ii desu ka minasan? Các bạn đã nắm được chưa nào? Hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về tính từ trong tiếng Nhật, có tính từ đuôi y và tính từ đuôi na, cũng như dạng khẳng định và phủ định của tính từ. Hay, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Chào, mata kondo onegaishimasu. Arigatou gozaimashita.